kinh văn kiến kỳ sắc diệt hình vô sở nhân quán kỳ tưởng diệt tâm vô sở hẹ, tri kỳ thọ diệt vô phục liên suyết âm tánh tiêu tán túng hữu sanh lý nhi vô thọ tưởng giữ thảo mộc đồng Việt dịch, thấy xác ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ, quán sát tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm không ràng buộc, biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn dính dáng vào đâu. Các ấm này đã tiêu tán, dù còn có lý sinh khởi, nhưng thọ ấm tưởng ấm không còn nữa, nên hành giả cho rằng mình như cây cỏ giảng thấy sắc ấm đã diệt thân không còn chỗ y cứ sắc ấm đã diệt không rõ nguyên nhân nào mà thân xác còn hiện hữu hình hài không còn nơi nương gá nữa như đã cho mất đi rồi quán sát tưởng ấm đã tiêu dung thấy tâm không ràng buộc thấy tưởng ấm đã tiêu dung thấy tâm như không bị ràng buộc hành giả đã vượt qua được tưởng ấm tưởng ấm đã tiêu dung rồi không còn nơi trốn cho tâm nương gá vào nữa không còn nơi để sinh khởi vọng tưởng nữa biết thọ ấm đã tiêu trừ chẳng còn dính dáng vào đâu biết thọ ấm đã tiêu trừ chẳng còn liên hệ gì nữa thọ ấm của mình đã tiêu dung rồi không còn liên hệ với ngoại duyên nữa các ấm này đã tiêu tán ba loại sắc ấm thọ ấm tưởng ấm đã tiêu dung dù còn lý sinh khởi, dù những hiện tượng rất nhỏ vết tích của hành ấm còn tồn tại, nhưng thọ ấm và tường ấm không còn nữa, khiến hành giả cho rằng mình giống như cây cỏ đã hết sạch thọ ấm và sắc ấm, anh ta xem mình đồng với cây cỏ. Kinh văn thử chất hiện tiền do bất khả đắc tử hậu vân hà cánh hữu chư tướng nhân chi khám hiệu tử hậu tướng vô như thị tuần hoàn hữu bát vô tướng việt dịch rồi nghĩ rằng hiện tiền thể chất này còn không nắm bắt được làm sao sau khi chết lại còn sắc tướng do nghiệm xét như thế nên cho rằng sau khi chết không còn sắc tướng Xoay vần như vậy có tám thứ luận vô tướng, rằng rồi nghĩ rằng hiện tiền thể chất này còn không nắm bắt được, thể chất này nay chẳng tồn tại, không chỉ là sắc tướng không tồn tại mà tâm cũng thế. Anh ta cho rằng phương diện vật chất của sắc và tâm bây giờ đã tiêu tán, điều này liên quan đến bốn thứ sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm. Nhớ rằng hành giả cho thân mình đồng như cây cỏ, đó có nghĩa là anh ta không có chi giác, Chú anh ta còn sống nhưng chẳng có được gì cả, làm sao sau khi chết lại còn xác tướng? Nếu hành giả không thể tìm thấy được dấu tích nào của sự hiện hữu bất kỳ cái gì thực sự là hình và tướng ngay bây giờ trong lúc còn sống thì làm sao mà có được chút xác tướng tồn tại sau khi chết? Do vì nghiệm xét như thế nên cho rằng sau khi chết không còn xác tướng. Anh ta nghiền ngẫm ý tưởng này xem xét nó qua nhiều khía cạnh, nếu ngay đời này chẳng có xác tướng, làm sao sau khi chết lại có được, nên sau khi chết cũng chẳng có xác tướng. Nếu không có bằng chứng cho sự hiện hữu của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm trong khi sống thì chắc chắn cũng chẳng có bằng cớ nào cho sự hiện hữu của chúng sau khi chết. Xoay vần như vậy có tám thứ luận vô tướng, phát triển ý tưởng như vậy nên hành giả rơi vào tám thứ luận vô tướng. Đó là bốn trường hợp không hiện hữu của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm trong khi còn sống và bốn trường hợp không hiện hữu của bốn thứ ấy sau khi chết, tất cả đều biến mất.